Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bày tỏ sẵn sàng hàn gắn quan hệ đang xấu đi giữa hai nước trong cuộc hội đàm trực diện đầu tiên kể từ khi ông Biden trở thành Tổng thống, cam kết hai nước sẽ nối lại đàm phán về các ưu tiên lớn trên toàn cầu. Tiếp theo cuộc gặp này, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken sẽ đến thăm Trung Quốc vào đầu năm 2023. Về Trung Quốc, một trong những kết quả quan trọng trong cuộc đối thoại giữa Tổng thống Biden với Chủ tịch Tập là quan điểm chung rằng chúng ta cần phải để mở và thực sự là tăng cường các đường dây liên lạc giữa hai nước chúng ta. Điều đó là cần thiết nếu chúng ta muốn xử lý có trách nhiệm mối quan hệ cạnh tranh của chúng ta để nó không chuyển thành xung đột. So that it does not veer into conflict. Delegation came here to send an unequivocal message. Sau chuyến thăm của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi tới Đài Loan hồi tháng 8, Trung Quốc đã đình chỉ các cuộc đàm phán về khí hậu và quân sự với Mỹ. Trung Quốc cũng tăng cường triển khai quân sự nhằm vào hòn đảo dân chủ tự trị mà Bắc Kinh tuyên bố thuộc chủ quyền của họ. Hai nước đã nối lại các cuộc đàm phán về khí hậu trong hội nghị COP27 tại Ai Cập, nơi đặc phái viên Mỹ John Kerry và đại diện Trung Quốc ca ngợi việc nối lại liên lạc. Đây là bình luận của tôi về cuộc tham vấn chính thức giữa Trung Quốc và Mỹ. Nó rất thành thật, thân thiện, tích cực và rất xây dựng. Tuy nhiên, các nhà phân tích cảnh báo các vấn đề chính là nguồn cơn gây ra cạnh tranh và bất đồng giữa hai nước vẫn còn đó, bao gồm thương mại, công nghệ, nhân quyền, Đài Loan và Biển Đông. Chúng tôi thấy cả hai bên đều xây dựng sức mạnh quân sự, bao gồm cả ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Mỹ đang thay đổi thế trận của mình ở đó. Người Trung Quốc tiếp tục phát triển hải quân ra đại dương, xây dựng năng lực tấn công tầm xa và xây dựng năng lực hạt nhân để răn đe, và có khả năng sử dụng những năng lực đó. Do đó tôi nghĩ ý định cạnh tranh là không thể tránh khỏi. Tại Campuchia, các quan chức quốc phòng hàng đầu của Mỹ và Trung Quốc đã thảo luận về sự cần thiết cải thiện kênh liên lạc trong khủng hoảng, trong khi Mỹ tiếp tục nêu ra lo ngại về những gì mà Washington cho là hành vi ngày càng nguy hiểm của quân đội Trung Quốc trong khu vực.